Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Triết Du Học Vlog. Đây là video tiếp theo trong series khám phá Paris, Pháp. Và ở video này thì mình sẽ nói về bảo tàng Invalides tại Paris, Pháp. Thì nếu như mọi người thích video này thì nhấn nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người bạn bè hoặc là người thân để mình có thể giới thiệu được video này đến nhiều người hơn nhé. Và bây giờ vào video thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn về bảo tàng Invalides cho mọi người cùng biết. Và đây là một số cái bảng thông tin về điện Invalides mà mọi người có thể xem qua. Nhưng mà vì những cái bảng này khá khó hiểu cho mọi người đọc nên mình sẽ tóm gọn trong một cái kiến thức về lịch sử của điện Invalides mà mình vô tình biết được. Thì sau cuộc chiến tranh năm 1667 đến 1668 thì vua Louis XIV quyết định xây dựng một công trình dành cho các thương binh và cựu chiến binh của quân đội hoàng gia. Chiếu dụ ngày 12 tháng 3 năm 1670, ghi dành cho những người đã dấn thân và không tiếc xương máu để bảo vệ nền quân chủ, trải qua khoảng thời gian còn lại trong bình yên. Địa điểm được chọn là khu vực phía tây vùng ngoại ô của Saint-Germain-des-Prés và công trình sẽ mang nhiều chức năng như bệnh viện, nhà điều dưỡng, nhân trại, tư viện. Nhiệm vụ xây dựng được giao cho Francois, thư ký ban chiến tranh nhà nước, Lua Vos mua tại khu đất Grenelle và viên đá đầu tiên được đặt xuống vào ngày 30 tháng 11 năm 1671 theo bản thiết kế của kiến trúc sư Liberen Bruin. Và sau cái thông tin về lịch sử của điện Invalides thì mình sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin về khu vực của điện Invalides và nó nằm xung quanh những địa điểm nào. Thì điện Tàn Phế nằm tại quận 7, thành phố Paris, thuộc khu vực tập trung nhiều công trình nổi tiếng, tháp Eiffel, bảo tàng Orsay và bảo tàng Rodin. Mái và mạ vàng của điện là một điểm nhấn quan trọng trong khung cảnh thành phố. Phía nam Invalides, đại lộ Breteuil chạy thẳng dẫn tới quảng trường Breteuil. Bãi cỏ phía bắc điện rộng 32.800 m², kéo dài tới bờ sông Seine, vị trí cầu Alexandre III. Các tòa nhà hai bên bãi cỏ còn có sự hiện diện của một số địa chỉ quan trọng, đại sứ quán Áo và đại sứ quán Phần Lan, nhà khách hàng không của Air France và Bộ Ngoại giao Pháp. Từ Invalides tới cầu Alexandre III và thẳng tiếp sang bên kia sông là đại lộ Winston Churchill và hai công trình Grand Palace và Philip Palace ở hai bên. Đây là một cái khu trưng bày những cái vị tướng và những cái bộ quần áo cùng với những cái vũ khí mà những cái tướng này đã sử dụng nhiều
trong chiến tranh hồi đó. Thì bây giờ sẽ là một số thông tin mình tổng hợp lại về bảo tàng vũ khí này nhé. Thì bộ sưu tập của bảo tàng vũ khí bắt nguồn từ những bộ sưu tập của các vị vua Pháp, một số hiện vật từ kho hoàng gia thế kỷ 17. Các vũ khí này đều là minh chứng cho những tiến bộ công nghệ quân sự. Từ năm 1663 thì vua Louis 14 quyết định tạo nên bộ sưu tập các đồ vật hoàng gia lưu trữ và bảo quản, một bộ sưu tập vương miện. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, bộ sưu tập được lưu tại một điện ở vị trí quảng trường Concorde. Ngày nay, từ 1778, một ngày trong tháng, công chúng được phép chiêm ngưỡng những hiện vật này. Cách mạng Pháp rồi chiến tranh đã khiến cho một số hiện vật bị thất lạc. Cuối thế kỷ 19 thì sau chiến tranh Pháp phổ, bộ sưu tập này được chuyển về Invalides. Năm 1905, bảo tàng pháo binh có từ năm 1852 và bảo tàng lịch sử vũ khí từ thời cách mạng hợp thành bảo tàng vũ khí. Ngày nay thì bảo tàng vũ khí của Invalides sở hữu nhiều băng trọng bậc nhất của lịch sử quân sự, bao gồm là hàng pháo ở sân phía Bắc nè, taxi từng chở lính ra mặt trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất, súng hơi của Kinitomu và áo giáp của vua Càn Long. Và đó là những thông tin mà mình muốn đem đến cho các bạn. Đây là mộ của ông Napoleon được đặt tại bảo tàng Invalides Pháp. Thì đặt bên mộ của Napoleon là mộ hai anh em của ông cùng hai vị tướng là Gerard và Henry. Thi hài Napoleon II, con trai của Napoleon, cũng được đưa về Invalides năm 1940 như một món quà của Hitler dành cho nước Pháp. Ngày nay đây là điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất của Invalides. Và mình sẽ có một vài thông tin giới thiệu về Napoleon để cho mọi người cùng tìm hiểu nhé. Thì Napoleon là một nhà chính khách và nhà lãnh đạo quân sự người Pháp, đã nổi danh trong cuộc cách mạng Pháp và lãnh đạo một số chiến dịch thắng lợi trong các cuộc chiến tranh cách mạng Pháp.
cảm ơn mọi người đã xem video này trong series khám phá Paris, Pháp. Và video này cũng là tập cuối rồi. Thì nếu như mọi người có bất kỳ ý kiến đóng góp hoặc là muốn có thêm content gì mới cho kênh thì hãy bình luận phía dưới video này. Và series tiếp theo sẽ là series khám phá Ý. Bye bye.